Đây, và hiện tại thì anh em tôi đang gọi là để đạp xe. Đấy, chơi giữa cái trời nắng 34 độ này, anh em tôi đi đạp xe nhé. Đây, trước mặt đây là Nguyễn Thanh Long, trước nữa là Ngọc Bách và trước đầu tiên và Phạm Thành Cung và một số người đang ở đằng sau và không biết là đi đằng trước đi tận đâu rồi. Đấy. Một tay thì là quay video cho anh xem và một tay là lái. Khả năng là tôi sẽ đi với phong cách là bỏ hai tay quay cho anh em xem những cái cảnh thú vị và đẹp hơn. Đấy, anh em nhìn. Hiện tại chúng tôi đang ở đảo Lan Hạ, chuẩn bị đi vào làng Chài, làng gọi là khá là đặc biệt ở trong cái chương trình quy mô đảo Lan Hạ này. Đấy, ở trong này thì nhà rất là đẹp, trang to, sạch sẽ. Đấy, rừng núi có cả biển hiệu ngoài kia, một gọi là một khu lý tưởng để quý vị có thể là về già, về quê rồi trồng rau, nuôi thêm cá anh em ạ. Vừa đi xe vừa đạp xe vừa quay nên video này nó sẽ hơi bị bập bập một tí nên em thông cảm. Và ngoài ra có chương trình xe điện nữa, nhưng mà mình muốn trải nghiệm một cái gì đó gọi là tuyệt vời và hơi mệt mỏi một chút thì là sẽ đi xe đạp. Đấy, mỏi quá, mỏi theo luôn ạ. Rất là tuyệt vời. Đấy, ở đây thì cảnh cũng chỉ có vậy thôi. Đấy, cũng không có gì gọi là đặc biệt hay là đặc sắc lắm. Nên mình xin kết thúc video tại đây. Đấy, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.